Hôm nay tại Trà Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, bảo đảm là sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị có sự tham dự của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh thành và đơn vị khai thác công trình thủy lợi các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu sẽ được thông tin về tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô 2024, kịch bản ứng phó tổng thể, giải pháp vận hành các công trình thủy lợi mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra. Căn cứ vào giải pháp tổng thể này, các địa phương sẽ triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Dự báo mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đến sớm và nghiêm trọng tương đương mùa khô năm 2015-2016. Nguyên nhân là do tác động của hiện tượng El Nino. Đợt hạn hán và xâm nhập mặn năm 2015-2016 đã khiến 10 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long phải công bố thiên tai, 20 triệu người dân sinh sống trong khu vực đã phải chịu ảnh hưởng, 160.000 hecta lúa bị thiệt hại. Từ đó cho đến nay, chính phủ đã đầu tư cho dùng nhiều công trình thủy lợi để ứng phó, bà con cũng đã chuyển đổi sản xuất để giảm bớt thiệt hại. Nhưng theo các chuyên gia, không thể xem thường loại thiên tai này trong mùa khô năm nay. Chúng tôi dự báo thì từ nay cho đến cuối năm 2023 cũng như là sang những cái tháng đầu năm 2024 thì El Nino vẫn còn duy trì với cái xác suất rất là cao, trên 80%. Thì năm nay cũng đánh giá là một trong những cái năm mà xảy ra cái hạn mặn ở cái mức là tương đối cao và cũng đi sâu vào nội đồng. Cái nguy hiểm hiện nay nó có thể ảnh hưởng đến cái vùng giữa và thậm chí đến cả thượng nguồn, bởi vì vùng này là vùng chúng ta không có bị nhiễm mặn, hàng năm không có nhiễm mặn. Nhưng bây giờ mặn nó lên bất ngờ thì hệ thống công trình, thậm chí các hệ thống, các công trình nhỏ của từng hộ nông dân chúng ta cũng không hoàn chỉnh. Năm 2019-20 nước mặn đó nó lên tới Mỹ Thuận rồi. Thì bây giờ từ Mỹ Thuận lên Sa Đéc còn bao xa nữa đâu. Nếu nó lên tới Sa Đéc là cả một cái dàn qua Sa Đéc, Cao Lãm v.v. có thể ảnh hưởng cho cái vụ hoa ngày Tết. Các giải pháp ứng phó mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai sẽ được chúng tôi thông tin trong các chương trình miền Tây hôm nay tiếp theo. Mời quý khán giả đón theo dõi. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến định hướng xác định ngày truyền thống, ngày thành lập tỉnh và việc tổ chức các lễ hội cấp tỉnh. Bến Tre là địa phương có nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với đời cuộc sống, sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Tới đây còn là quê hương của phong trào đồng khởi bất khuất. Việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa được các thế hệ ông cha đi trước thực hiện thông qua các lễ hội và lưu truyền cho đến ngày nay. Việc chọn ra ngày truyền thống của địa phương sẽ góp phần bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa của xứ dừa, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch của địa phương ngày càng phát triển. Chuyển sang lĩnh vực du lịch. Tại Đồng Tháp thì thời điểm này, trái quýt hồng bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu vàng đặc trưng. Đây là lúc mà chủ các điểm tham quan vườn quýt trên địa bàn huyện Lai Dung dùng chuyên canh quýt hồng, tất bật chuẩn bị đón khách tham quan. Tạo và trang trí các tiểu cảnh, trồng các loại hoa màu sắc rực rỡ tại lối vào nhà là những hoạt động được các chủ vườn thực hiện những ngày qua. Một số nơi còn chuẩn bị thêm dịch vụ mới để phục vụ khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Huyện có tổ chức một cái ngày hội nông sản của huyện Lai Dung phối hợp với huyện Châu Thành tổ chức vào ngày 14 tới ngày 17 tháng 1 năm 2024 tới đây. Đó là cũng là một cái điểm nhấn để mà quảng bá du lịch Lai Dung. Năm nay, trên địa bàn huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, dự kiến sẽ có 10 điểm tham quan quýt hồng bắt đầu mở cửa đón khách từ đầu tháng 12 này. Dự kiến giá vé vào cổng là 50.000 đồng một người. Huyện Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang được biết là Hạ Long của phương Nam. Tiềm năng du lịch không hề thua kém ở Ngọc Phú Quốc và Hà Tiên, Thập Cảnh. Tuy nhiên là để đánh thức tiềm năng đó vẫn còn nhiều câu chuyện đáng phải bàn. Trải nghiệm cảm giác lên đền trên sóng biển, tìm hiểu cuộc sống khó nhọc nhưng đầy thú vị ở đảo xa, trực tiếp chạm những loại cá trước nay chưa từng thấy. Dẫu từng đến nhiều nơi, thế nhưng những vị khách này vẫn cảm thấy thích thú. Mỗi một lần khách quay lại là một cái trải nghiệm mới. Thì đây là một cái tiềm năng mình cũng đang tập trung cho đẩy mạnh và đập lượng khách của bên mình đến Hòn Sơn càng lúc càng đông.
Trong số các sản phẩm du lịch thì huyện Kiên Hải tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Chúng ta có thể kể đến như là leo núi nè, lặn biển nè, hay là câu cá, và đặc biệt là tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt cũng như là quá trình sản xuất của bà con ở làng biển. Mục tiêu của địa phương là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025. Huyện Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Sơn và Nam Du là hai khu du lịch địa phương. Ngoài sản phẩm trải nghiệm, du khách đến đây còn bị chinh phục bởi hương vị hấp dẫn của nhiều loài đặc sản. Đó là lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Chính người dân bản địa sẽ là những người kể những câu chuyện về ẩm thực. Chúng ta hiện tại chúng ta trải nghiệm ẩm thực không chỉ là ngon nữa, mà chúng ta còn ở đó là trải nghiệm một câu chuyện. Thời gian qua, hạ tầng du lịch của Kiên Hải ngày càng hoàn thiện. Hiện địa phương có khoảng 130 cơ sở lưu trú. Mỗi năm, nơi đây đón hơn 430.000 lượt khách. Theo những người nặng lòng cho du lịch, cần nhiều hơn giải pháp để con số này không dừng lại ở đó. Trên kinh nghiệm của những cái nơi phát triển du lịch nóng vội trong thời gian vừa qua, đó là vấn đề quản lý về nhà nước, về giá cả, về chất lượng, về dịch vụ. Theo chúng tôi thì chúng ta cần quản lý chặt vấn đề này. Thì Trung tâm xúc tiến sẽ phối hợp với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc mà nghiên cứu, rồi xây dựng về thương hiệu, rồi đa dạng hóa các cái sản phẩm, nhất là các cái sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. Tăng cường liên kết, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nỗ lực giới thiệu và quảng bá. Chỉ những bước đi cụ thể, hoạt động du lịch đã và đang gặt hái những kết quả tích cực, đóng góp vào bức tranh phát triển kinh tế của huyện Kiên Hải nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2015. Các thí sinh sẽ thi 4 môn với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn cùng với 2 môn lựa chọn. Và 2 môn lựa chọn đó sẽ nằm trong số các môn như là ngoại ngữ, lịch sử, địa lý giáo dục, kinh tế, pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, tin học và công nghệ. Và dự kiến cuối quý 4 năm 2023, Bộ sẽ công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trên toàn quốc, chung đề, chung đợt và chung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề. Kỳ thi nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Để nhà trường, giáo viên, học sinh có sự hình dung sớm, ngay sau khi xây dựng và thử nghiệm xong định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ sẽ công bố đề thi minh họa dựa trên nội dung chương trình lớp 10, 11 của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhưng đúng với định dạng và cấu trúc mới. Quốc hội vừa thông qua những nội dung trong luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đó là quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua từ khách hàng khi nhà ở công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh. Luật đã mở rộng cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước, được đầu tư xây dựng nhà ở công trình xây dựng để bán cho thuê mua, được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Các chuyên gia đánh giá hay là dự báo như thế nào về những tác động trực tiếp, gián tiếp của các dự luật này tới các dự án nhà ở xã hội nói riêng, các dự án bất động sản nói chung khi hiệu luật mới, luật cũ đang xen nhau? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Thì chúng tôi tin rằng là với những cái dự thảo luật mà được đưa vào mà có hiệu lực và đã được thông qua như thế này, thì nó sẽ khiến cho là những cá nhân, những cái nhà đầu tư và khiến cho các cái chủ đầu tư như thị trường có một cái niềm tin vững chắc hơn rất là nhiều vào thị trường, và từ đó nó sẽ khiến cho là thị trường có những cái dấu hiệu phục hồi vào trong năm 2024. Luật nhà ở có thể nói là tốt nhất trong hơn 30 năm qua, sát với thực tế và bảo đảm được tính đồng bộ thống nhất của các hệ thống pháp luật. Một tín hiệu rất tích cực là các nhà đầu tư nước ngoài họ đổ tiền mạnh vào phân khúc bất động sản của Việt Nam, thì đấy nó cũng là tạo một cái niềm tin và tạo ra một cái nguồn hàng tốt cho thị trường. Thì chính vì vậy tôi nghĩ rằng là
thị trường bất động sản Việt Nam của chúng ta đầu năm 2024 nó sẽ có nhiều cái tín hiệu tích cực. Trước đây các chủ đầu tư có thể đạt lợi nhuận cao hơn ở các phân khúc khác, do đó họ không muốn đầu tư vốn vào nhà ở xã hội với mức lợi nhuận thấp. Đó là điều khiến các nhà đầu tư vẫn chưa quan tâm nhiều. Tôi nghĩ Quốc hội thông qua hàng loạt luật mới, cùng việc chính phủ của các bạn đang làm tốt các chính sách khuyến khích nhà đầu tư như hiện tại, thì tôi tin tưởng thị trường bất động sản sẽ phục hồi nhanh, nguồn cung cho nhà ở xã hội sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Năm 2024, phải có giải pháp chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập. Đó là một trong những điểm có trong nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đã được thông qua vào hôm qua. Và nghị quyết cũng đã nêu rõ phải bảo đảm đủ vaccine và duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 90% đối với tất cả các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng, bao phủ, bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Trong năm 2024, nghiên cứu ban hành cơ chế hoàn trả tiền cho người dân khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị và vật tư y tế, giải quyết triệt để tình trạng cơ quan bảo hiểm xã hội nợ thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Mắc dị vật là xương cá khiến cho một người đàn ông bị thủng ruột non. May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Buổi tối trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn lẩu cá tra. Bị đau bụng dữ dội, bụng chướng nên người nhà đưa vào bệnh viện Quận Bảy Cửu Long để cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy bụng có dị vật cạn quang giống như xương cá, đâm thủng ruột non và nhiễm trùng ổ bụng. Ekip bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, mổ nội soi, cấp ra một dĩa xương cá dài khoảng 2,7 cm, đồng thời khâu lỗ thủng ở ruột non. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định và được xuất viện. Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh nhân này là hết sức nguy hiểm. Dĩa xương cá không những không tiêu đi hay tan ra trong dạ dày mà còn di chuyển trong ống tiêu hóa, đâm thủng ruột non. Nếu dị vật không được loại bỏ kịp thời, có thể dẫn đến biến chứng, nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Một tình huống khá hy hữu vừa được lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu kịp thời. Một người đàn ông bị kẹt giữa khe tường của hai ngôi nhà tại đường Xóm Chiếu, quận 4. Và khe tường, nạn nhân bị mắc kẹt nằm gần ngã tư là điểm đầu đuôi của 4 ngôi nhà, nên lực lượng đã chọn góc có khoảng trống lớn nhất giữa nhà vệ sinh của hai căn gần nhau để mà đưa nạn nhân ra ngoài. Sau 1 tiếng rưỡi thì lực lượng cứu hộ đã mở rộng khoảng trống của bức tường đủ để nạn nhân chui ra ngoài. Nhưng nạn nhân vẫn không chịu hợp tác vì có biểu hiện bị ảo giác. Hơn 30 phút sau khi thuyết phục, người đàn ông dần nhích ra để các chiến sĩ kéo ra ngoài. Nạn nhân bị đa chấn thương, trầy xước nhiều vùng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu lực lượng xác định người đàn ông này vừa mới ra tù, sống lang thang trên địa bàn và dương tính với chất ma túy. Vào chiều qua, đồn biên phòng Rạch Gốc đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn 5 thuyền viên gặp nạn trên biển đưa vào bờ, đồng thời hỗ trợ đưa một thuyền viên bị thương đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Vào tối ngày hôm trước, 28 tháng 11, tàu cá mang biển kiểm soát Cà Mau do ông Trần Văn Đức, 55 tuổi làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động nghề thu mua tôm sú trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai, gặp sóng to nên tàu bị rung lắc mạnh, bình ga nấu ăn đặt trong cabin bị tuột dây đai, rơi xuống hầm máy và phát nổ. Các thuyền viên tập trung chữa cháy nhưng bất thành, tàu cá bị cháy và chìm sau đó, 5 thuyền viên đi trên tàu bị trôi dạt trên biển. Tất cả những thuyền viên bị nạn, trong đó có một thuyền viên bị phỏng ở cánh tay phải, hai chân và phần bụng, được các tàu cá khác hỗ trợ đưa lên tàu, cấp cứu tạm thời. Tàu của lực lượng bộ đội biên phòng sau đó tiếp cận và đưa 5 thuyền viên vào bờ an toàn. Vụ tai nạn ước tính thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đồng. Cũng vào chiều qua, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm hỏi và hỗ trợ vật chất cho cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long phát hiện các đối tượng khai thác cát trái phép nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng tăng ga bỏ chạy, sau đó va chạm với tàu tuần tra khiến cả 4 đồng chí trong tổ công tác bị rơi xuống sông. Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị cuốn vào chân dịch dẫn đến bị thương nặng, được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Hiện sức khỏe đã dần ổn định.
Với tinh thần tương thân tương ái, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đến thăm hỏi, động viên Đại úy Ngôi và gửi số tiền là 30 triệu đồng do lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đóng góp nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, chăm sóc cho Đại úy. Tình hình triều cường ở đồng bằng sông Cửu Long đã xuống dần rồi. Vậy thì còn thời tiết có gì đáng chú ý không chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Dự báo ngày hôm nay cả khu vực Nam Bộ sẽ nắng nhiều và chỉ số tia cực tím cũng cao. Dự báo giữa trưa và đầu giờ chiều nay thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau và Phú Quốc đều ở mức 8. Đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Để đảm bảo sức khỏe thì quý vị nên hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời từ 12 giờ cho đến 15 giờ. Và cứ sau khoảng 2 tiếng thì nên thoa lại kem chống nắng và nên chọn loại kem chống nắng mà có chỉ số SPF 50+. Còn về nhiệt độ cao nhất chiều nay ở các thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ như là tại Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cao Lãnh, Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau và các nơi khác đều không nơi nào quá 32 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, bao gồm Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú và Tây Ninh có nắng mạnh và nóng hơn hẳn, nhiệt độ khá cao, 33-34 độ. Thành phố biển Phú Quốc dự báo là từ sáng cho đến trưa trời đều có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào kèm theo dòng gió giật mạnh. Trên đất liền thì nắng ráo, nhưng mà trên biển vẫn cảnh báo mưa dông. Khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang có mưa vừa làm tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật. Riêng vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Bỏ công việc của một nhân viên thu ngân với mức thu nhập ổn định, chị Trần Hồng Nhiên ở tỉnh Hậu Giang lui về chăm sóc gia đình. Với sở thích nấu nướng, luôn muốn tìm tòi những món ăn thức uống mới lạ cho người thân, thì vô tình chị phát hiện là dừa trộn chung với cà phê thì uống có một hương vị thơm ngon rất riêng. Và từ đây thì duyên nợ với cà phê dừa đã đến với người phụ nữ này. Mời khán giả cùng lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của chị ngay sau đây. Câu chuyện này cũng sẽ kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay sáng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhìn bề ngoài ly cà phê này thì nó không có khác gì những cái loại cà phê thông thường, nhưng mà khi uống vào rồi, ngoài cái vị đặc trưng của cà phê thì có cái vị thơm này, vị béo của dừa. Tại giờ uống ít uống cà phê lắm, nhưng mà thấy cà phê này uống được ngon. Nó không có đắng hơn, nó cũng dịu nhẹ. Nói chung cà phê này cũng rất ngon. Không sành về cà phê, nhưng chị Nhiên lại khởi nghiệp và thành công với sản phẩm cà phê dừa. Mọi thứ đến với chị cũng khá tình cờ. Trong một lần rang cơm dừa thấy rất thơm, nên chị thử trộn với cà phê để uống. Nhiều người khen ngon, khuyến khích chị làm để bán. Có rất nhiều chị em ở xóm là nói không có việc làm, nếu mà đơn cà phê dừa nhiều á thì có thể kêu chị em lại làm được không? Lúc đó, đó tôi cảm thấy là nếu sản phẩm được phát triển thì có thể là kéo theo là tạo được nhiều việc làm và bắt đầu ý tưởng là phát triển sản phẩm của mình. Gian bếp nhỏ này là nơi chị Nhiên cùng 7 công nhân chế biến cà phê mỗi ngày. Do làm thủ công nên số lượng cà phê dừa bán ra thị trường chỉ từ 50 đến 70 kg. Dù vậy, mỗi tháng đem lại cho chị thu nhập hơn 30 triệu đồng. Nhiều chị em trong xóm cũng có việc làm ổn định từ việc phụ rang dừa. Làm công ty thì chạy thì nó xa, mà thu nhập thì theo như chị tăng ca thì có chỉ chở 180 đến 200 ngàn một ngày thôi. Còn ở đây thì em nó trả một ngày có thể là 250 đến 300. Mới đây, dự án cà phê dừa đạt giải 3 tại cuộc thi khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức. Sản phẩm được nhiều người biết đến, doanh thu bán hàng tăng lên nhanh chóng. Hiện khó khăn lớn đối với một phụ nữ tập tành khởi nghiệp như chị Nhiên là tiếp cận công nghệ, kỹ thuật sản xuất. Sắp tới đây thì bên lãnh đạo huyện Châu Thành A hỗ trợ cho tôi nguồn vốn để làm nhà xưởng. Rồi là kết hợp với bên phòng nông nghiệp sẽ làm giấy tờ hỗ trợ để cho tôi tiếp cận cái máy móc. Một chiếc smartphone dài thao tác đã đem về tiền tươi thóc thật. Điều mà trước đây người phụ nữ này không nghĩ tới,
nhưng nay lại khá thành công. Câu chuyện đổi đời từ sở thích nấu ăn của chị Nhiên đã lan tỏa cảm hứng tích cực cho nhiều người và được chính quyền địa phương đánh giá rất cao.